Dạ đây xin giới thiệu với thành phần trong Zcorp ba người đàn ông, ba người nội trợ gì à? Ba người chăm chỉ đây. Trời đất ơi. Review. Review gọi tôi lên phải làm xin hỏi thằng nào ở đây làm trưởng nhóm nhỉ? Đây tôi trưởng nô lệ. Trưởng nô lệ xin hãy trình bày với thành viên của mình. Trong đội của tôi có người thứ nhất, người thứ hai và người thứ ba. Cụ thể tên của những người này như thế nào ra? Chúng tôi có một khoai tây, một măng cụt và một lương khô bạc. Lương khô bạc, ok. Trong những thành viên này thằng nào người làm việc nhất ngài? Chắc chắn là thằng Quốc. Chắc chắn là thằng Quốc à? Ok, tôi chắc. Ok, tôi tiếp tục đến với người thứ hai, thằng này chắc là nhóm phó. Tặng kia để đi, đang quay phim, đạo diễn ca nhau rồi. Vâng, khi làm sao ngày lương khô thì... Cái này... Có cái rổ không ấy? Không. Có cái rổ khác to hơn không? Đúng rồi, đống đũa này ấy chưa? Chưa. Người chán luôn. Vâng, quay quá trình. Vâng, ngày lương khô cho tôi biết là hiện tại ngày đang làm gì đây? Tôi đang đưa chảo cho ngày khoai tây. Nó có người lấy định sát đi, nhưng mà ông hiểu kỹ mà. Trời đất ơi. Chứ cái này nước này hiện tại ngài đang thấy hai lười nhất ngài. Chắc chắn là thằng Quốc. Ok. Đúng rồi, chắc chắn rồi. Ok, tôi xin cảm ơn ngài. Và đây người. Đây là gì nhăn nhá. Anh không cần phải trả lời câu hỏi đấy bởi vì hai người đã trả lời. Đây là tôi quay xong hết rồi. Ok, tôi quay hết rồi.